Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là video theo yêu cầu của rất là nhiều anh về cái việc là chúng ta tháo và vệ sinh quạt không cánh. Thì bây giờ anh em mình sẽ cùng tháo và vệ sinh cái quạt này. Đây là mẫu AM02 ha. Rồi, trước tiên ấy, thì ở đây các anh thấy là chúng ta có phần thân và phần cánh gió. Thì hai cái phần này nó nối với nhau bằng một cái khớp gà thôi. Bây giờ các anh một tay cầm ở trên, một tay ở dưới ha. Và chúng ta vặn ngược chiều kim đồng hồ nữa đây. Rồi, nó tương đối cứng. Toàn bộ cái phần cánh gió này á, nó sẽ là bằng nhựa. Ở phía bên trong này thì các anh thấy là bụi sau một thời gian chúng ta sử dụng nó rất là nhiều. Và cái này ấy, thì các anh chỉ cần lấy vòi xịt và rửa sạch nó thôi. Rửa sạch sau đó để khô nước là xong. Cái này toàn bộ bằng nhựa cho nên sẽ không ảnh hưởng gì ha. Và tiếp đến ấy, thì cái việc mà chúng ta cần chuẩn bị đó là một cái bộ vít. Và toàn bộ cái ốc vít ở trên cái dòng quạt của Dyson ấy, thì nó sẽ sử dụng cái vít hình hoa mai như thế này nè các anh. Như thế này ha. Đó. Chứ không phải là lục giác 6 cạnh bình thường. Thì các anh mua một cái hộp này nè. Cái hộp này sẽ vặn được rất nhiều thứ và cũng rẻ thôi, khoảng hơn 100.000 thôi. Bách mua hộp này rất là lâu rồi và xài nó cũng bền, cũng không hư hao gì. Thì ở ngay vị trí này nè các anh, ở trên này, ở ngay vị trí ở đây chắc các anh có thể thấy ha. Và Bách sẽ để gần cái điện thoại là một chút. Rồi, ở ngay chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái vít. Và bây giờ thì mình sẽ vặn cái này ra. Ở cái phần ở trên này chúng ta chỉ có một cái ốc duy nhất thôi nha các anh, như thế này. Rồi sau đó thì chúng ta cạy cái này ra, nó còn một vài cái khớp gài ở đây nữa. Thì các anh có thể thấy này, đối xứng thì chúng ta sẽ còn thêm hai cái khớp gài và ở đây một cái. Thì mình sẽ dùng cái tu vít dẹp mình cạy nó ra ha, cái gì dẹp cũng được, mình cạy ra thôi. Rồi các anh thấy là hoài sau một thời gian sử dụng thì bụi bặm nó rất là nhiều. Cái việc bụi nó đóng nhiều như thế này nó sẽ ảnh hưởng tới cái luồng gió và cái sức gió của mình nó cũng bị giảm đi. Cho nên là một thời gian, đặc biệt là ở khí hậu Việt Nam á, bụi nó nhiều. Cho nên là các anh nên vệ sinh thường xuyên một chút. Đây nè, thì sau khi lấy ra, cái này cũng bằng nhựa luôn. Cho nên chúng ta mang đi rửa thôi. Rồi, ở phía bên trong thì các anh thấy là chúng ta cũng có rất là nhiều bụi ở cái phần lồng cánh quạt ha. Và cái này á, thì mình cũng sử dụng cái vít hình hoa mai luôn. Rồi cái này thì nó lớn hơn một xíu nha các anh. Rồi mình vặn nó ra. Ở trong này thì chúng ta sẽ có bốn cái vít. Sau khi mà vặn xong á, thì ở ngay chỗ vị trí này và đối xứng của nó, chúng ta sẽ có bốn cái cục bằng mút ha, và nó để chêm cái lòng quạt với thành quạt á. Các anh lấy cái kèm mũi nhọn và rút nó ra. Đó, rút ra giữ lại một lát nữa mình vệ sinh xong mình gắn vào nha. Rồi ok, chúng ta sẽ có bốn cục như thế này. Và ở dưới bốn cái cục mút mà các anh vừa lấy á, chúng ta sẽ có thêm bốn cái vít nữa nha. Thì mình vặn luôn bốn cái vít đó ra. Cái này thì chi tiết nó khá là nhỏ và nó cần phải thao tác bằng những cái tua vít như thế này, chứ không có tháo bằng tay không giống như quạt thông thường được hả các anh. Sau khi mà tháo xong 8 cái vít ấy, ở trong cái lõi chính giữa sẽ có 4 con và cái thành ở ngoài 4 con nữa là 8 ha. Và các anh thấy là chúng ta sẽ có hai cái mép nhựa, một cái màu đen cho cái phần ở trong và một cái màu trắng bên ngoài. Hai cái này á, sau khi vặn ốc nó vẫn còn một cái chốt gà nữa, thì các anh lấy cái tua vít dẹp á, các anh cạy nó ra ở ngay chỗ cái phần chân ốc này nè. Đó, các anh cạy nó sẽ tự bung ra thôi, rất là dễ hai bên nha. Đây ha các anh. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần này ra.
Rồi, thì cái này nó cũng là bằng nhựa luôn hả các anh? Và ở phía bên trên này thì các anh thấy chúng ta có rất là nhiều bụi này, bụi bám rất là dày trong này ha, thì nó sẽ cản trở cái không khí lưu thông qua đây, cho nên là sức gió của nó sẽ yếu đi. Và phía bên trong này cũng vậy nè các anh. Đó, thì ở đây là cái phần cánh quạt ly tâm ha, sẵn ở đây thì các anh quan sát luôn nè. Chúng ta có một cánh quạt ly tâm rất là nhỏ. Động cơ của những cái quạt không cánh của Dyson đó thì nó đều dùng cái động cơ brushless không chổi than. Cái này là động cơ 3 pha nha, chứ không phải là động cơ thông thường của mình. Thành ra là cái tốc độ chạy của nó rất là lớn, lên tới mười mấy 20.000 vòng một phút lận. Đây là phần cánh quạt ly tâm ha. Cái này thì các anh chỉ cần lấy cái cọ và các anh quét sơ là được rồi. Chứ cái này mình cũng không cần tháo ra đâu, tại vì tháo ra nó khá là mất công. Ở phía dưới này thì cũng còn một ít bụi và các anh có thể lấy cọ quét sơ cái này đi. Đó. Rồi, ok ha. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và sau khi mà các anh rửa sạch hết tất cả các cái bộ phận, tất cả cái chi tiết này thì chúng ta để ráo nước và mình lắp vào lại thôi và sử dụng bình thường chứ không có ảnh hưởng gì nha. Có một cái lưu ý khi mà các anh tháo cái này ra, cái phần này nè các anh. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái động cơ và động cơ này nó có rất là nhiều dây. Dây của nó thì lõi cũng tương đối mảnh thôi, cho nên là khi mà chúng ta thao tác á, tới phần này thì các anh nên nhẹ tay một chút xíu. Tại vì nó mảnh cho nên là nó cũng tương đối dễ đứt. Thì trên những cái dòng quạt này nè, ngoài trừ việc mà nó trong cái bó dây này á thì nó có tới 7 hay là 8 sợi gì lận, và nó có 3 4 dây gì đó là dây cảm ứng, dây cảm biến á các anh. Cho nên là khi nó đứt thì cái quạt nó không hoạt động được, mặc dù nguồn điện và tất cả mọi thứ nó đều bình thường, nhưng mà mấy cái dây này nó đứt á thì nó không hoạt động bình thường được cho cái quạt của mình ha. Thì các anh lưu ý thao tác chỗ này cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Rồi, chỉ như vậy thôi, rất là đơn giản. Và các anh cái duy nhất mà các anh cần trang bị đó là một cái bộ vít hình hoa mai như thế này. Đó, nó có rất nhiều cỡ nha các anh. Trong cái quạt này nè, lúc nãy giờ bác tháo ra thì nó có tới 3 cỡ vít lần và đều là cái dạng vít như thế này, cho nên là các anh trang bị một bộ như thế, một bộ này để chúng ta thao tác nó ha. Rồi, nếu như mà các anh cần thêm thông tin hay là một cái vấn đề nào đó mà bác có thể hỗ trợ được một cách chuẩn xác thì các anh cứ yêu cầu ha, rồi bác sẽ sắp xếp thời gian để anh em chúng ta chia sẻ những vấn đề đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau. Cái mẫu quạt không cánh AM02 này nè các anh, thì hiện tại ở chỗ Bách đang bán với mức giá là 4 triệu ha, và mức giá thì sẽ kèm remote zin của nó luôn. Còn nếu như cây nào không có remote á, thì sẽ có giá là 3 triệu rưỡi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh ạ.